Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Sau đây là một số tin tức đáng lưu ý, mời quý vị cùng điểm qua trước khi theo dõi nội dung chi tiết. Long An nỗ lực nâng chất 10 chỉ số thành phần BCI. Ngành thủy sản Việt Nam trước nguy cơ thiếu cá tra nguyên liệu. Tin thế giới, thiết lập tuyến đường xanh phục hồi du lịch. Thưa quý vị, theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, từ đầu năm đến nay, 41 dự án đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới với tổng vốn đăng ký đạt trên 150,1 triệu đô la Mỹ. Tính đến ngày 20 tháng 9, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và tăng thêm đạt 572,3 triệu đô la Mỹ, tăng 32,4% so với cùng kỳ năm 2020. Các nhà đầu tư Việt Nam tập trung vào 13 ngành lĩnh vực tại nước ngoài. Trong đó, ngành hoạt động chuyên môn khoa học công nghệ dẫn đầu với 3 lượt dự án điều chỉnh vốn. Ngành buôn bán bán lẻ đứng thứ hai. Tiếp theo là các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ. Tại Long An, mặc dù ảnh hưởng đại dịch COVID-19, tỉnh vẫn duy trì chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh BCI 2020 đứng thứ 3 toàn quốc. Năm 2021, tỉnh tiếp tục cải thiện tích cực 10 chỉ số thành phần BCI, duy trì vị trí xếp hạng BCI ở nhóm rất tốt. 10 chỉ số thành phần của chỉ số BCI bao quát những lĩnh vực chính của điều kiện kinh tế của các tỉnh, thành phố và liên quan đến sự phát triển của doanh nghiệp. Do đó, có thể nói cả 10 chỉ số thành phần đều quan trọng tác động vào BCI của tỉnh cũng như môi trường đầu tư của tỉnh. Theo đó, trong năm 2021 và các năm tiếp theo, tỉnh Long An luôn quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành các cấp, các ngành, thực hiện đồng bộ các giải pháp để không ngừng nâng cao chất lượng quản lý, điều hành, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nâng cao chỉ số BCI, cải thiện môi trường đầu tư ngày càng minh bạch, thân thiện, thông thoáng, thuận lợi. Trong đó, tập trung vào các giải pháp như tiếp tục cải cách hành chính, chấn chỉnh, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, của công chức, viên chức, tập trung giải quyết nhanh, đúng quy định của pháp luật, thái độ làm việc tốt nhất, từ đó tạo môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp. Nghiêm túc triển khai nghị quyết số 02 của Chính phủ về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia bằng các kế hoạch và chương trình hành động cụ thể. Tiếp tục vận hành tốt trung tâm hành chính công của tỉnh và các trung tâm hành chính công cấp huyện, giúp tiết kiệm thời gian, công sức cho người dân và doanh nghiệp, đặc biệt là thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ về phòng chống dịch bệnh COVID-19, triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động, đề ra các giải pháp cụ thể, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp từng bước phục hồi sản xuất, yên tâm đầu tư sản xuất kinh doanh. Thời gian qua, phong trào kinh tế tập thể có những đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế xã hội tại tỉnh Long An. Hoạt động của các hợp tác xã đã khơi dậy tiềm năng trong nhân dân khi đảm bảo tính dân chủ, tự nguyện cùng nhau hợp tác, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại địa phương. Trong 9 tháng đầu năm 2021, toàn tỉnh thành lập mới 6 hợp tác xã, giải thể 2 hợp tác xã. Tính đến nay, tỉnh Long An có 269 hợp tác xã, trong đó có 239 hợp tác xã đang hoạt động và 30 hợp tác xã đang tạm ngừng hoạt động hoặc đang tiến hành giải thể. Mặc dù gặp nhiều khó khăn thách thức, nhưng phong trào kinh tế tập thể đã có những đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh, tạo sự chuyển biến mới trong tổ chức, quản lý, nội dung và phương thức hoạt động. Nhiều hợp tác xã mạnh dạn đầu tư đổi mới trang thiết bị, dây chuyền sản xuất, mở rộng hoạt động kinh doanh và mang lại hiệu quả tích cực. Sản phẩm hàng hóa của hợp tác xã đưa ra thị trường ngày càng tạo được uy tín. Điển hình như hợp tác xã nông nghiệp sản xuất thương mại dịch vụ Phước Thịnh, xã Phước Hậu, huyện Cần Giuộc, hợp tác xã rau an toàn Phước Hòa, xã Phước Dân, huyện Cần Đước. Thưa quý vị, do ảnh hưởng dịch COVID-19, thị trường tiêu thụ giảm, nhưng nhờ sản xuất sạch, liên kết trong tiêu thụ, nên người dân trồng chanh không hạt ở huyện Bến Lức vẫn có mức thu nhập ổn định. Hiện giá chanh không hạt ngoài thị trường giảm còn 3.000 đến 3.500 đồng một ký, nhưng tại các cơ sở liên kết tiêu thụ chanh và hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Bến Lức vẫn thu mua với giá từ 4.500 đến 5.500 đồng một ký cho người dân. Với giá này, đảm bảo cho nhà vườn lãi từ 20 đến 30%. Huyện Bến Lức hiện có hơn 7.100 hectare chanh không hạt, tăng 691 hectare so với cùng kỳ. Trong quá trình xây dựng dùng nguyên liệu chanh không hạt sản xuất theo mô hình chất lượng cao khoảng 3.000 hectare, ngành nông nghiệp huyện luân phiên cử cán bộ kỹ thuật hướng dẫn người trồng chanh chăm sóc chanh theo các quy định nông nghiệp sạch, không sử dụng thuốc hóa học nên chanh sau khi thu hoạch trái rất đẹp, hạn chế trái hư. Đây được xem là động lực để người dân nhân rộng mô hình sản xuất hiệu quả trong thời gian tới.
Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, do áp dụng kiểm soát dịch bệnh trên tất cả các tỉnh thành vùng đồng bằng sông Cửu Long đã ảnh hưởng đến ngành thủy sản nói chung, trong đó ngành cá tra bị thiệt hại lớn. Số doanh nghiệp đang hoạt động ba tại chỗ chỉ duy trì khoảng 14 đơn vị tại 6 tỉnh nuôi cá tra trọng điểm, với công suất sản xuất ước khoảng 20% đến 30%. Bước vào tháng 10, nhiều doanh nghiệp vẫn chưa lên được kế hoạch mở lại sản xuất. Ngoài ra, việc thiếu hụt nhân lực do cách ly, nhiễm bệnh, thiếu hụt tài chính để vận hành trong giai đoạn dịch bệnh cũng là trở ngại lớn để các doanh nghiệp trở lại sản xuất. Đặc biệt là các hộ sản xuất con giống đã ngưng thả giống 2 tháng nay. Do đó, sang năm 2022 có thể sẽ thiếu giống cá tra, dẫn đến thiếu nguyên liệu cục bộ. Thưa quý vị, sau nhiều vụ lúa bấp bênh, ông Ngô Văn Bảy, xã Nhân Ninh, huyện Tân Thạnh đã quyết tâm mạnh dạn chuyển đổi diện tích đất lúa kém hiệu quả sang cây dưa lưới. Ít ai nghĩ rằng dưa lưới lại bén rễ trên vùng đất rốn phèn và mang lại thu nhập cao gấp mấy lần so với trồng lúa. Nhưng điều đó đã trở thành hiện thực, góp phần mở ra hướng đi mới cho người nông dân vùng Đồng Tháp 10. Đây là thành quả sau 3 năm ông Bảy kiên trì với mô hình trồng dưa lưới công nghệ cao. Từ những vụ lúa năng suất không cao nên đã mạnh dạn chuyển sang cây dưa lưới. Giờ đây mỗi năm ông Bảy có lợi nhuận hàng trăm triệu đồng, cao rất nhiều so với cây lúa. Và với chi phí đầu tư khoảng 350 triệu đồng trên một nhà vườn, thì ông Bảy đã thu hồi vốn ngay từ năm sản xuất thứ hai. So với cây lúa thì cái này hiệu quả hơn nhiều á. Cho cả là lúa thì bằng thuốc men rồi mong trời đất lắm, rồi làm thì lợi nhuận không có nhiều. Thì trong lợi nhuận thì đặt dụng con lúa mình lời 1 triệu 2 triệu thôi. Nhưng mà này một con đất này mình lời có giá 5-6 triệu trở lên. Mô hình trồng dưa lưới công nghệ cao của ông Bảy được áp dụng theo quy trình chuẩn, được kiểm soát chặt chẽ từ khâu xuống giống đến khi thu hoạch. Nhờ áp dụng hiệu quả việc trồng dưa lưới trong nhà kính và hệ thống tưới nhỏ giọt tự động nên cây phát triển rất đồng đều. Dưa lưới trồng từ 2 đến 2 tháng rưỡi là bắt đầu cho thu hoạch. Bình quân một vụ thu hoạch một vườn sẽ cho lợi nhuận trên 100 triệu đồng. Là nó đỡ cái là mưa không có vô được, là với cái giọt này là ít nước, nó dưới đủ tiêu chuẩn của nó, là bộ rễ đủ ăn, dư nước bắt không được, nó vừa mức độ nó ăn lắm, là như là mưa thì mình ngưng bớt lại, nếu mà nắng mình tưới ngày 3-4 tiếng, là tưới lần từ 5 phút tới 10 phút. Với việc trồng theo dạng cuốn chiếu xoay quanh năm vườn này, không tập trung thu hoạch rộ nhằm tránh cho việc thương lái ép giá. Chính điều này đã làm cho dưa lưới của ông Bảy luôn bán được với giá cao, dù trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Thấy cũng dễ, nhưng mà cái điều kiện sao thì dễ thấy được, là dịch bệnh này thôi chứ đúng ra là mà không có dịch bệnh thấy là rất dễ. Dễ là mình mần ăn được, là buôn bán là thuận tiện, là suôn rẻ mần ăn thấy nó cũng có đạt tiêu chuẩn. Không dừng lại ở đó, ông Bảy còn sẵn lòng chia sẻ kinh nghiệm hướng dẫn trồng kỹ thuật dưa lưới cho bà con xung quanh khi có ý định chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng dưa lưới công nghệ cao. Thì hiện nay thì địa bàn xã Nhân Ninh thì có 6 hộ trồng dưa lưới với diện tích là 9.000 m2. Theo đánh giá thì đến nay hiệu quả đối với các hộ mà trồng dưa trên địa bàn xã thì cho hiệu quả là tương đối ổn định về cái mặt năng suất lẫn cái gì giá cả. Trong khi nhiều nông dân trồng lúa đang phải đau đầu vì giá lúa xuống thấp, thì những vườn dưa lưới đang phát triển như thế này đã góp phần tạo nên nét tươi mới cho ngành nông nghiệp địa phương. Và điều này càng khẳng định mô hình trồng dưa lưới công nghệ cao trên vùng đất trốn phèn Nhân Ninh đang mang lại thu nhập ổn định và mở ra hướng đi mới cho người dân nơi đây. Lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 15 tháng 10 năm 1956, 15 tháng 10 năm 2021, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Cần Chuột phối hợp với xã Phước Hậu tổ chức lễ ra mắt chi hội nhà trọ thanh niên công nhân với 20 thành viên tại nhà trọ Hữu Quân. Việc thành lập chi hội nhà trọ thanh niên công nhân nhằm phát huy vai trò xung kích tình nguyện của thanh niên công nhân trong các khu nhà trọ. Qua đây, tuyên truyền vận động thanh niên công nhân thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước, cùng nhau giữ gìn an ninh trật tự tại khu nhà trọ. Dịp này, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Cần Giuộc tặng 20 phần quà cho thành viên chi hội và công nhân đang ở trọ tại nhà trọ Hữu Quân. Được biết, đến nay, huyện Cần Giuộc đã thành lập được 3 chi hội nhà trọ thanh niên công nhân với 57 thành viên ở xã Tân Tập, Phước Hậu và thị trấn Cần Giuộc. Tại huyện Đức Huệ, huyện đoàn cùng đoàn xã Mỹ Quý Đông cũng đã ra mắt mô hình tổ hợp tác chăn nuôi bò thịt của thanh niên tại ấp 5 xã Mỹ Quý Đông. Tổ hợp tác lấy tên gọi là Tổ hợp tác chăn nuôi bò sơ trơ với 8 thành viên.
Tổng đàn bò của tổ hiện có là 36 con lớn nhỏ với tổng trị giá trên 900 triệu đồng. Việc thành lập tổ hợp tác nhằm tập hợp những gia đình đoàn viên thanh niên trên địa bàn ấp liên kết lại để thực hiện đồng bộ việc chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ vay vốn, hỗ trợ trong hợp tác, đồng thời chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm để chăn nuôi đạt hiệu quả, góp phần cải thiện kinh tế gia đình. Anh em mình trong tổ thì cũng có cái đề xuất đến các cấp lãnh đạo, đó là hỗ trợ cái thuốc tiêm ngừa và cái thuốc sát trùng. Đây thấy là giờ nóng bỏng nhất đó là vấn đề bò bị viêm da nổi cục, hiện giờ ở trên địa bàn ấp 5 xã Mỹ Đông thì nói chung là cũng thấy cũng rất là nặng rất nhiều. Tổ hợp tác chăn nuôi bò Sơ-rơ là mô hình mới và đầu tiên được thực hiện trong đoàn viên thanh niên. Tổ hợp tác là cơ sở để thu hút đoàn viên thanh niên địa phương tích cực tiếp tục xây dựng nhiều mô hình kinh tế hợp tác khác trong thời gian tới. Việc một số quốc gia trên thế giới mở cửa trở lại và chuẩn bị lộ trình đón khách du lịch có thể coi là dấu hiệu phục hồi đáng khích lệ sau giai đoạn dài du lịch phải đóng băng do đại dịch COVID-19. Kế hoạch tái khởi động ngành du lịch sẽ giúp kích hoạt quá trình phục hồi và tăng trưởng kinh tế của nhiều nước trong giai đoạn bình thường mới. Châu Âu là một trong những khu vực sớm mở cửa du lịch. Các nước thuộc Liên minh châu Âu đã triển khai nhiều biện pháp nhằm phục hồi ngành du lịch khu vực. Trong đó, việc ban hành chứng nhận vaccine giúp du khách có thể di chuyển dễ dàng hơn giữa các quốc gia thành viên. Hầu hết các nước châu Âu mở du lịch quốc tế đều yêu cầu du khách xuất trình chứng nhận về việc đã tiêm đủ vaccine ngừa COVID-19 hoặc có kết quả xét nghiệm âm tính hoặc đã bình phục sau khi mắc COVID-19. Đây được coi là yếu tố tiên quyết cho một chuyến du lịch nước ngoài trong giai đoạn bình thường mới. Những điểm đến hàng đầu châu Âu như Pháp, Tây Ban Nha, Italy, Cộng hòa Séc, Thổ Nhĩ Kỳ, Iceland, Hy Lạp đều đã lần lượt mở cửa đón khách quốc tế. Còn tại châu Á, Trung Quốc được coi là một mô hình phục hồi du lịch nội địa hiệu quả, trong khi vẫn đóng cửa với khách nước ngoài. Người dân trong nước phải sử dụng ứng dụng trên điện thoại và quét mã QR để giúp truy vết nếu phát hiện ca nhiễm mới. Trong khi đó, Malaysia cho phép người dân đi lại xuyên bang, đồng thời mở cửa trở lại các khu danh thắng khi 90% người dân từ 18 tuổi trở lên hoàn thành tiêm chủng. Mặc dù xác định du lịch nội địa là điểm tựa, nhưng nhiều quốc gia châu Á như Thái Lan, Indonesia, Singapore hay Philippines cũng mới đang thí điểm hộ chiếu vaccine và đón khách quốc tế trở lại. Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch bệnh vẫn đang lây lan, đặc biệt khi các biến thể mới của virus SARS-CoV-2 vẫn liên tục xuất hiện, các chuyên gia nhận định bất kỳ kế hoạch khôi phục du lịch nào cũng cần bảo đảm yếu tố an toàn với những bước đi thận trọng. Nói cách khác, ngành du lịch chỉ có thể hồi phục bền vững khi thiết lập được các tuyến đường du lịch xanh, điểm đến an toàn. Tất cả những người đi du lịch đều phải được tiêm phòng và được kiểm soát chặt chẽ. Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc cảnh báo Afghanistan đang đối mặt với nguy cơ nạn đói cận kề khi mùa đông sắp đến và các dịch vụ bị gián đoạn. Theo Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc, ít nhất 1/3 trong tổng dân số 33 triệu người tại Afghanistan bị ảnh hưởng bởi nạn đói cận kề. Thời tiết mùa đông khắc nghiệt gây khó khăn cho việc vận chuyển hàng hóa đến các vùng hẻo lánh và bị cô lập, cộng với đại dịch COVID-19 sẽ càng khiến tình hình trở nên khó khăn hơn. Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc nêu rõ, phụ nữ và các bé gái tại Afghanistan sẽ là những người bị ảnh hưởng nặng nề nhất vì nạn đói, đồng thời cảnh báo nếu hệ thống y tế tại Afghanistan sụp đổ thì sẽ là một thảm họa hoàn toàn. Ngày 23 tháng 9 vừa qua, đại diện của Tổ chức Y tế Thế giới tại Afghanistan cũng đã kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục tài trợ cho chương trình y tế của nước này, vốn đã bị ngưng lại khi Taliban lên nắm quyền. Hàng trăm ngàn người thuộc nhóm dễ bị tổn thương nhất tại Afghanistan gần như không thể tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe do hệ thống y tế đang bị quá tải. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi thế giới nhân đôi các nỗ lực chuyển đổi năng lượng để đảo ngược tình trạng khẩn cấp về khí hậu và giải quyết vấn đề thiếu năng lượng toàn cầu. Theo ông Guterres, đây là yêu cầu kép, vừa để chấm dứt tình trạng thiếu năng lượng, vừa để hạn chế biến đổi khí hậu, và câu trả lời chính xác nhất là năng lượng giá cả phải chăng có thể tái tạo và bền vững. Phát biểu của ông Guterres được đưa ra trong bối cảnh các chính phủ và khu vực tư nhân trên toàn thế giới vừa cam kết dành hơn 400 tỷ đô la Mỹ nhằm tăng cường các nỗ lực đảo ngược tình trạng biến đổi khí hậu và mang điện đến cho hơn 760 triệu người dân trên thế giới đang thiếu điện sử dụng. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Guterres nhận định tiến trình chuyển đổi năng lượng toàn cầu đã có những tiến bộ nhất định với năng lượng tái tạo đóng góp 29% sản lượng điện toàn cầu. Tuy nhiên, tiến bộ này chưa đạt tốc độ mong muốn và chặng đường tiến tới mục tiêu đảm bảo năng lượng sạch và giá cả phải chăng cho toàn dân còn rất xa. Vừa rồi là bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An.
Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.